Cho em hỏi đây, Nguyễn Khắc Mạnh hỏi là cho em hỏi thêm, gà đẻ uống timicocin cộng enrofloxacin có ảnh hưởng gì tới buồng trứng không, mà em thấy đẻ kém quá? Có ảnh hưởng chứ sao lại không ảnh hưởng? Tại sao nó ảnh hưởng? Tại vì rất đơn giản này, cái timicocin ấy nếu mà mua của công ty Big Boss ấy thì đã được tôi khử đắng rồi, ăn nó ngọt uống nó ngọt, thì con gà ấy khi mà nó uống nó ngọt ấy thì nó mới uống nhiều, và nó uống nó mới ăn thì nó mới đẻ ngon. Còn bây giờ anh em ấy lấy công thức của tôi xong đi mua timicocin của công ty khác, mua enro của công ty khác nó đắng, về con gà cho nó uống thì con gà nó đắng thì nó giảm ăn giảm uống, thì khi nó giảm ăn giảm uống thì nó giảm đẻ. Cách để chữa cái trường hợp này như sau. Đầu tiên đấy, bạn chạy ra cái siêu thị gần nhà mua cho tôi 5 lít giấm ăn nhá, giấm ăn mà hay làm lộn ấy, giờ về cho đàn gà đẻ lên nó uống. Nhớ này, Nguyễn Mạnh Khắc Mạnh nhá, còn đang xem livestream ở trên YouTube thì nghe này, ra ngoài, ok này, ra ngoài siêu thị mua cho tôi khoảng 2 đến 5 lít giấm, giấm gạo ấy, cái giấm mà đắt tiền ấy, xong về pha 5 ml với 1 lít nước cho con gà đẻ nó uống trong vòng 2 ngày, mỗi ngày 2 giờ đồng hồ thì tự khắc nó sẽ đẻ lên. Đấy nhá, đấy là cách để chữa như thế. Còn chắc chắn timicocin cộng với enrofloxacin ấy nếu mà nó đắng nó sẽ làm ảnh hưởng đến tỷ lệ đẻ của con gà nhá, nhớ đấy. Còn nếu mà không biết đấy thì thôi nhắn tin cho tôi số điện thoại của Xuân Trịnh, Zalo là 0977809555 nhá. Đây tôi đề đây, Zalo này, Zalo của Trịnh nhá, là 0977809555, ok chưa? Anh em xem Zalo của tôi nhá. Đấy, Zalo của tôi là 0977809555 ấy, anh em nhìn thấy Zalo ấy thì nhắn tin vào Zalo của tôi. Bây giờ không kết bạn được với Xuân Trịnh đâu nhá, tại vì danh bạ của tôi bị đầy rồi, không kết bạn được, nên là cứ nhắn thôi. Zalo tôi vẫn đang mở mà, cứ nhắn vào đấy, xin cái gì được, xin sách được, xin kiến thức được, hỏi cái gì được tôi sẽ trả lời. Còn ông nào ngại không hỏi thì thôi kệ các ông, không sao cả, tôi đi phục vụ những ông nào mà. Tất cả đủ chưa? Đủ rồi. Đủ cả đấy, giấy khai sinh của con có chưa? Đủ đủ hết rồi. Đấy nha, lên nào, nên là nha, cứ làm thôi, được chưa? Nhắn tin vào Zalo tôi, Zalo bây giờ đang đầy rồi, nên anh em cứ nhắn tin tôi sẽ trả lời, còn không nhắn tin thôi, tôi chỉ đi phục vụ những ông nào mà sẵn sàng hỏi thôi. Còn ông nào ngại quá, nòng cái gì nhỉ, nòng cái gì là người ta gọi là không vượt qua vùng thoải mái ấy, ngại quá đúng không, thì thôi kệ các ông, còn ông nào hỏi thì cứ hỏi thôi, tôi sẽ trả lời. Rồi ok nha, Nguyễn Khắc Mạnh nha, mua giấm về cho gà đẻ ăn, tự khắc nó đẻ tăng lên nhá. Nhưng mà bí kíp này, khi mà con gà nó héo màu khô chân này, đẻ chậm này, ăn ít này thì cho uống giấm là xong phim nhá, quá đơn giản, không phải thuốc bổ thuốc béo gì cả. Còn nếu mà mua thuốc bổ ấy, muốn mua siêu thuốc bổ thì liên hệ với là công ty Big Boss nhá, liên hệ với công ty Big Boss thì tôi bán cho cái thuốc siêu đẻ, được chưa? Nếu mà con gà mà nó đẻ ít ấy thì tôi liên hệ với công ty Big Boss, tôi bán cho cái siêu đẻ, vừa giải độc gan thận vừa về đẻ nhiều ngon ngay tức thì, được chưa? Ngon rồi nhá, vậy thôi, trả lời vậy thôi. Nên là ông nào mà muốn kết nối cùng Xuân Trịnh thì cứ nhắn tin Zalo thôi, tôi không khó đâu, mẹ cứ nhắn thì tôi thấy tôi trả lời, còn không nhắn thì thôi. Đây này, vừa nói xong thì mới có mấy ông nhắn Zalo đây này. Bây giờ cái bộ bây giờ cái bộ nhớ, tức là danh bạ Zalo tôi nó bị đầy rồi, tôi không kết bạn được anh em đâu. Nên là tôi đang mở Zalo đấy, cứ thế mà nhắn thôi. Có mỗi cái việc nhắn tin cho tôi mà không dám nhắn nữa thì nói chuyện gì. Đây này, ví dụ như là, ví dụ như mấy ông đang nhắn đây này. Mấy ông đang nhắn này, ví dụ như là ông bây giờ ví dụ như anh chạy gà Thái Minh chiều BF đấy đúng không? Cứ nhắn thôi. Nhắn thì tôi nhìn thôi, tôi trả lời chứ có sao đâu mà phải sợ. Ok nhá, cứ nhắn thôi, nhắn thì tôi thấy tôi sẽ trả lời, yên tâm, tôi sẽ trả lời tất cả các ông. Không được, ông lỡ tôi một cái thẻ cái gì? Thôi cái thẻ 50. Mày mong bạc. Chiều vừa tôi đi vừa đi xe không cần tiền. Mà mày nhớ nào bà được rồi đấy. Có nào con gái thì gọi. Cứ con gái thì gọi. Với con gái thì gọi, sao không? Với con gái thì gọi. Tao móc mật, tao phá.
Rồi ok nhá, tiếp tục để trả lời mấy câu hỏi của anh em khác này, không nên lại chờ đợi hạnh phúc nó mất thời gian này. Tiếp theo đấy là câu hỏi về gà đẻ nữa, tôi trả lời rồi nhá. Xem nào.